Shalom, Shalom xin chào mọi người. Đây là mục sư Mimi của Dưỡng Linh Cơ Đốc. Hôm nay Mimi trở lại với ông bà chị em, quý đầy tớ của Chúa, những bạn hữu thân hữu với loạt livestream năm nay 2024. Mimi cảm ơn Chúa để bắt đầu một đợt livestream mới có tên gọi là Người trẻ và tài năng Chúa ban. Người trẻ xuất hiện trong lần livestream đầu tiên của năm 2024 này là ca sĩ Võ Thế Cường. Lý do mà Mimi mời ca sĩ Võ Thế Cường đến có mặt với chúng ta ngày hôm nay là Quang nè, Quang Harvest. Mọi người chúng ta rất là nhiều người đã biết về Quang Harvest và biết về tâm tình, về công việc và những kết quả mà Chúa cho cuộc đời của em. Mimi đã cũng từng là phỏng vấn Quang Harvest rồi. Nếu mọi người trở lại những bài phỏng vấn trước đây thì đã sẽ thấy nhé. Nhưng người đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó là ca sĩ Võ Thế Cường. Và chính Mimi đây cũng đang nôn nóng được học biết thêm về Võ Thế Cường. Đã được trò chuyện với em, đã được lên xem pitch của em, xem những lần biểu diễn của em, cảm phục, biết ơn Chúa về giọng hát của em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem suy nghĩ của em, động lực mà Chúa ban cho em ở trong cái khả năng này. Vì vậy thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cái cuộc phỏng vấn này thì chúng ta sẽ có một bài hát trước nha. Một bài hát do Võ Thế Cường thực hiện giọng hát của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghe Quang Harvest chia sẻ một chút về mối quan hệ, sự quen biết của em đối với ca sĩ Võ Thế Cường. Xin chúng ta tiếp tục share cái livestream này ra, tiếp tục gửi những lời chào, những lời nhắn nhủ ấm áp. Mimi đã thấy rồi, thấy mọi người bắt đầu bước vào, thì tiếp tục bước vào nữa nhé, tiếp tục share điều này ra cho mọi người. Mimi tin chắc rằng có ai đó sẽ được khích lệ bởi chương trình này. Mời chúng ta lắng nghe bài hát của Võ Thế Cường được chia sẻ ngay trong thời giờ này. Cách xa ngày tìm đâu cho con nương dựa nguồn an ủi, cuộc sống với bao lo toan, ngày dần qua với bao mỏi mệt, đêm dài khóc cho đời con. Chúa ơi, con xin Chúa một lần ngài cho con được trở về nơi yêu dấu, dù sóng gió phô che thân con, dù đời chê bai con mãi, thì con đây vẫn không đổi thay, chờ con yêu dấu quay về đây với ta. Mẹ con yêu dấu, mắt ta hằn trông ngóng con về đây con hơi, nhận phước hạnh và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui, tình yêu cao quý Giêsu vì con chết thay, hãy mau ăn năn, cũng xin ngài tha thứ con lại gần bên cha, cánh tay ngài vẫn đang trong mơ, mau tiếp nhận Giêsu giờ đây.
ăn trong ngóng con về đây con hứa nhận phước hạnh và sự thương xót lòng đau thương sẽ nên mừng vui tình yêu cao quý Giêsu vì con chết hay thầy mau ăn năn vui xin ngài tha thứ con lại gần bên cha cánh tay ngài vẫn đang trong mơ mau tiếp nhận Giêsu giờ đây đến với cha yêu hãy chạy đến với cha nhân từ ngài mong chờ anh người ơi mau quay về đây anh hỡi chúng ta vừa xem xong một bài hát có tên gọi là Chờ Con Yêu Dấu, sáng tác của Tiến Nguyễn, do ca sĩ Võ Thế Cường có mặt trong ảnh chúng ta đây thực hiện. Mà video mọi người xem rất chỉnh chu, được thực hiện bởi Sóng Hy Vọng, và mọi người đoán xem ai là tác giả của mà ảnh tuyệt vời trong video này, không ai khác hơn đó là Quang của chúng ta. Quang có mặt với Mimi ngày hôm nay là điều rất là vui mừng với Mimi, vì mang Quang sẽ hỗ trợ với Mimi để giới thiệu chính xác nhất về người khách mời của chúng ta ngày hôm nay nhé. Quang ơi, hãy nói cho chị biết người khách mời chúng ta là ai và lý do gì mà em có đề nghị rằng chị sẽ mời người bạn trẻ này. Dạ, cảm ơn chị Mimi, cảm ơn ca sĩ Võ Thế Cường. Xin chào mọi người, xin nguyện Chúa ban phước cho mọi người đang nghe và theo dõi chương trình và những người sẽ theo dõi chương trình sẽ xem lại video này. Cầu xin Chúa ban phước trời trong bình an. Cảm ơn Chúa là cái video này là đầu tiên là em làm việc mấy này nhạc sĩ Tiến Nguyễn, và khi nhận được cái hát này thì em có nghe về bài hát thì em thấy là bài hát quá tuyệt vời, quá sâu, và một cái giọng hát thì nó đụng chạm vào trong lòng của em ngay, và em nghe đi nghe lại được. Và trong kênh Sống Hy Vọng TV thì em là nhà sản xuất những cái video, và cái này vì bài hát này quá đặc biệt, em không có thể gặp nghĩ đi nghĩ lại làm sao có thể là truyền đạt được một cái bài hát dựng lên hình ảnh nào, phim ảnh nào, hay là cho cái video nào mà phải hợp với bài hát này, bởi vì nó quá sâu, cái giọng hát quá ngọt ngào. Và em thích quá, em nghe đi nghe lại, em viết cho nhạc sĩ Tiến Nguyễn là hát hay quá em ạ, quá tuyệt vời luôn. Và em đã suy nghĩ làm sao dựng lên, thì trong bài hát thì mọi người thấy có bức hình người đang đi giống như lạc lối trong giữa cuộc đời, không biết đi về đâu, và tìm kiếm Chúa, Chúa luôn chờ đợi, chờ yêu dấu trở về. Và bài hát là quá hay, và em nghe đi nghe lại, và bây giờ vẫn nghe, khi nghe lại em rất là cảm động. Và em thấy em Cường có giọng hay quá, và em muốn biết người này là ai.
Em nhớ lúc đó là em về em mới lấy miếng cái miếng cặp tông đó, em vẽ những cái nốt đàn ở trên đó, em ấn 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 vào trong những cái nốt đàn. Có về sau lớn hơn một tí xíu nữa thì có cơ hội là bắt đầu em sẽ kiểu học lớn những cái bài bài đàn, và em nhớ bài đầu tiên em được học đàn đó chính là bài hát như David xưa, và người mà dạy em cái bài đó học lớn thôi chứ không phải học cho căn bản đó là chị Hoa Lan. Em còn rất nhớ rất là rõ, và bài hát như David xưa cũng là một trong những bài đầu tiên mà em hát để ca ngợi Chúa trong cái chương trình của năm 2013 Tình yêu ban đầu. Cái biến cố về âm nhạc Cơ đốc của em á, đầu tiên đó chính là lúc mà năm 21, 22 tuổi là em bắt đầu tham gia âm nhạc Cơ đốc rồi với cô Thiên Kiều Giang của Sống Đạo TV ở một vụ bên Canada. Và cái thứ hai á, là của thầy Đoàn Trực, là người chủ của cửa hàng Shop Hy Vọng, là chú sáng tác rất là nhiều bài hát rất là hay, như có bài như là Có một con đường sao người khơ sai bước đi. Và em nhớ lúc đó là khi mà em rời gia đình lên để mà em học đại học đó, thì em sinh hoạt Cơ Đốc rất là sinh hoạt âm nhạc Cơ Đốc rất là mạnh trong thời gian đó. Hoạt động với cô Thiên Kiều Giang cũng được mấy số, và em là người hát bài Người Đã Đến. Của Sống Đạo TV, rồi chú Đồng Trực thì em cũng là người tham gia trong đoàn Hallelujah, rồi đi cùng với chú thờ phượng Chúa ở Bù Đăng Bù Đốp. Lúc đó thì điều kiện vật chất nó không có nhiều, phải đi vô vùng sâu vùng xa và phải khiêng từng cái lo để truyền giảng danh Chúa ở đó. Thì chú Đoàn Trực rất yêu quý em và em cũng rất yêu quý chú, hai chú cháu rất khăng khít với nhau. Nhưng mà không biết vì lý do gì, khoảng hơn 2 năm sau đó thì chú Đoàn Trực mất, và giống như em đó là một cái cú sốc lớn trong cuộc đời của em. Kiểu như em bị cực kỳ hụt hẫng luôn, rồi kể từ đó là sao là em sẽ rút, em không có tham gia bất kỳ điều gì trong âm nhạc Cơ Đốc nữa hết. Cô Thiên Kiều Giang em cũng không tham gia, rồi ban hát Hallelujah cũng không tham gia nữa, mà em kiểu lúc đó em chỉ nhớ là dạng như kiểu em sẽ suy nghĩ rằng là em sẽ tìm một công việc học rồi đi làm rồi như vậy thôi. Thì bắt đầu em cũng dòng đời xô đẩy thì em mới bỏ luôn cái âm nhạc Cơ Đốc của mình một khoảng thời gian rất dài. Có một lần cách đó khoảng mấy năm sau thì có một lần mục sư Bình Tín, là người quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp, thì mới mời em hát trong một buổi truyền giảng ở vùng sâu vùng xa rất là xa thôi, nơi đó không có lo sử dụng cái loa rất là nhỏ, loa kẹo kéo để hát. Và em tôn vinh Chúa bài Giáng Sinh Đem Ơn Tin Lành. Em nhớ khi mà em hát kêu gọi đó thì lúc lúc em lên tôn vinh Chúa thì thân hữu khóc khi em hát về bài thánh ca. Thì họ mới nói rằng là khi mà em tôn vinh Chúa như vậy á, thì làm giống như là họ đã nhớ lại trước đây họ đã nghe về Chúa, họ cũng hứa rằng là sau này sẽ tin, nhưng mà cuối cùng họ bỏ qua thời gian. Và chính vì cái điều chính vì cái câu chuyện mà cái thân hữu khóc trong bữa đó, mà suốt cái chặng đường em đi về từ ở Cà Mau mà em lên trên xe em về lại thành phố Hồ Chí Minh, em mới suy nghĩ rằng là tại sao Chúa cho mình một ân tứ như vậy. Chúa đã ban cho mình từ những cái ân tứ, từ nó đã nhen nhóm từ rất là nhỏ rồi, nhưng mà vì trong đường đời của mình có những cái điều nó không như mình mong muốn, người người dẫn dắt của mình họ cũng quay về với Chúa, mà mình lại bỏ đi một cái cơ hội mà hay là một cái ân tứ mà Chúa đã ban cho mình. Và bắt đầu kể từ đó em mới quay lại trong con đường âm nhạc Cơ Đốc. Nhưng mà trước đó mấy năm là em đã bắt đầu tham gia âm nhạc ở ngoài rồi, em đã đi hát phòng trà rồi. Thì cách đây tính từ năm 2014 thì em bắt đầu quay lại để tôn vinh Chúa từ năm 2010, khoảng giữa cuối 2018 bắt đầu tham gia về âm nhạc Cơ Đốc và phát triển lại từ từ. Sau biến cố đó là chú Đoàn Trực mất là một cái hụt hẫng rất là lớn trong cuộc đời của em. Rồi em qua một thân hữu người ta khóc khi nghe giọng khi mình tôn vinh Chúa là mình phải suy nghĩ rất là nhiều, và bắt đầu từ đó em bắt đầu tham gia vào trong đường âm nhạc Cơ Đốc. Nhưng khi em tham gia vào trong đường âm nhạc Cơ Đốc á,
thì em lại nhận thấy được quyền năng của Chúa khi em đã quay trở lại. Tức là Chúa cho em biết rằng là con đang đi đúng hướng. Hướng ở đây có nghĩa rằng là ý muốn của Chúa trong cuộc đời của em. Tháng 3 tháng 4 năm 2023 em có cậy ơn Chúa để thực hiện một cái chương trình âm nhạc, đó chính là Tình Yêu Ban Đầu. Chương trình đó thực sự nó có lẽ ra là nó sẽ không được diễn ra nhanh đến như vậy, nhưng vì khải tượng Chúa cho, em xin chia sẻ về một chút xíu về khải tượng mà Chúa đã cho em. Tháng 5 2022, lúc đó em đang trên xe để đi về quê, thì tự nhiên trong con người của em nó giàu dạ cảm xúc và rất nhiều các ký ức ở thời mà em thiếu niên ùa về. Em nhớ rằng là những thời thiếu niên và thanh niên em tham gia rất mạnh trong các hoạt động ban ngành, ở trong đó có trại hè, thánh kinh mùa hè, thánh kinh căn bản. Và hầu như những cái buổi mà thánh kinh mùa hè, trại hè đó đều có những cái đêm đốt lửa trại và có sự hứa nguyện. Thì em mới tự nhiên lúc đó giữa năm 2022 đó, em mới sự tự nhiên nó ùa về cho em rất nhiều những cái hình ảnh, những hình ảnh của thời thiếu niên và thanh niên của em. Nhớ những cái buổi lửa trại đó, em quỳ gối và em hứa nguyện với Chúa rằng là Chúa ơi, con Chúa ơi, con hứa với Ngài là lớn lên con sẽ sống cho Ngài. Vì lúc đó em còn nhỏ và em đam mê âm nhạc, tại vì từ lúc còn rất là nhỏ em đã đam mê âm nhạc rồi, thì lớn lên bất cái niềm đam mê đó của mình nó rất là bùng cháy. Thì mình nói trong đầu là Chúa ơi, em nhớ rất là rõ những cái buổi trại hè đó, thì không phải một lần đâu, nó sẽ rất nhiều lần, tại vì trại hè năm nào thì cũng có, mà từ thiếu niên lên thanh niên là em nghĩ chắc không có năm nào thiếu em hết, mà năm nào em cũng quỳ gối và hứa nguyện với Chúa trong những cái buổi trại hè đó. Tới khi cái cuối năm 2022 đó, thì những cái hình ảnh nó ùa về và tự nhiên nó làm, nó không có sâu xé tâm hồn của em, mà nó lại làm dịu tâm hồn của em. Đó chính là nó không có làm cho bản thân của em kiểu giống như rằng là ngày xưa hứa với Chúa mà bây giờ lớn lên không làm, thật đáng ghét, thật đáng trách. Không có sâu xé trong tâm hồn của em như vậy, nhưng mà là đó là một điều soi dịu. Thì đó là soi dịu cho em, đó chính là ngày xưa mình từng hứa với Chúa như vậy, Chúa ban cho mình ân tứ như vậy, nhưng ngày hôm nay mình không sống theo những điều mình hứa đó, nhưng Chúa vẫn không bỏ mình. Và đó là cái điều mà soi dịu làm cho em cảm thấy giống như trong lòng của em nó kiểu nó mát dịu đi. Thay vì đó là một cái sự trách móc từ chính bản thân của mình, vì mình đã bỏ qua quá nhiều thời gian từ cái khoảng tuổi 24, 25 cho tới 28, 29. Không ạ, 29, 30 luôn ạ. Khoảng đó tự nhiên nó lại so dịu đi cái nỗi niềm của mình. Không phải là tự trách bản thân mình, không phải là sự sợ vì Chúa phạt, mà là một cái sự so dịu vì mình thấy rằng là Chúa vẫn thương mình dù mình đã từng thất tín với Chúa, dù mình đã từng hứa nguyện nhưng mình không có làm theo điều đó. Cái lúc đó cái sự ngọt ngào đó cứ tự nhiên nó tuôn tràn trong em, và tự nhiên em có một cái đại ý. Sau đó em nuôi dưỡng cái đại ý đó, em nhớ hoài. Thì sau đó xong, bắt đầu khoảng một thời gian cho tới đầu năm 2023 thì em mới, do lúc đó là sao khá là xong khá là nhiều việc, thì em mới nói với anh Tiến, anh Tiến, anh ơi, em có một cái bài hát như thế này và em có một cái đại ý như thế này, thì nhờ anh sáng tác giúp em. Thì gửi qua thì anh Tiến đã đọc, anh Tiến mới nói với em một câu rằng ok em, cái này chắc là không gấp được nhé, vì sẽ cần thời gian. Em cũng nghĩ rằng là thực sự thì bài này cũng sẽ cần thời gian cho đôi bên để làm sao để cho nó truyền tải được cái ý của em. Em cũng sẽ lo lưu bu công việc. Hai ngày sau anh Tiến gọi lại cho em, anh Tiến mà không có gọi, mà là anh Tiến nhắn tin cho em. Lúc đó sáng em dậy, em mở tin nhắn lên thì em thấy anh Tiến nhắn cho em lúc 5 giờ sáng. Và anh Tiến nói với em rằng là em ơi, giữa khuya Chúa cho anh bài hát. Và anh viết lời
dựa theo đại ý của em, anh hát gửi lời qua, em nghe một lần xong em không có bất kỳ một cái ý kiến nào hết, mà là nó giống như rằng là cái gì đó nó xuất phát từ em vậy đó. Và em cũng cực kỳ bất ngờ luôn, em không tin rằng là, em nghĩ rằng là bài hát này sẽ cần cái sự trau chuốt giữa hai người với nhau để thấu hiểu. Và anh cũng nói với em rằng không gấp được, em nghĩ chắc cũng đâu đó mấy tháng sau. Và thế là bài hát được tạo ra một cách rất là nhanh, một cách rất là kỳ diệu, và mọi thứ nó cứ trôi đi. Và bắt đầu từ đó em đặt bài hát đó là Tình Yêu Ban Đầu. Trong bài hát đó có rất là nhiều từ mà nói về cuộc đời của em. Em nhớ lại tình yêu ban đầu, Chúa đã yêu em. Chúa yêu em tình yêu ban đầu như thế nào thì bây giờ Chúa đã yêu em như vậy. Xong, sau cái bắt đầu bài hát đó thì em dự định là em sẽ đi thu âm để phát hành. Dạ nhưng không, em lại nhận được rất nhiều sự đề nghị và trợ giúp của các anh chị và các thầy truyền đạo ở Lâm Đồng, hỗ trợ cho em toàn bộ từ âm thanh, ánh sáng, ban nhạc, nơi ăn ở hết. Em chỉ cần lên trên đó rồi hát thôi. Và trong quá trình đi thì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, sự cầu thai, sự hỗ trợ về tài chính. Thế là em lên trên đó, em không nghĩ rằng là em sẽ có một cái chương trình Tình Yêu Ban Đầu mà em có đăng trên cái kênh của em đó, và em hát chung với bạn Ngô Hoàng Yến Vi. Mọi sự nó đến giống như rằng là em bước tới đâu thì sẽ có một cái bậc thang em bước tới đó, và em không có suy tính, em không có nghĩ ngợi, em không có gì hết. Cho tới bên nhạc cũng vậy, và mấy anh em bên nhạc làm gần như là em nghĩ rằng là nó sẽ không có ra được một sản phẩm đến hay đến mức độ như vậy. Thì tới khi mà quay xong em mới ngỡ ngàng, nói Chúa ơi, đây là chỉ có việc Chúa làm, Chúa ban cho con thôi. Chứ thật sự là em trong đầu em không có một ý nghĩ rằng là em sẽ bỏ tiền ra để em làm, em xây dựng bài này, em xây dựng bài kia theo như thế này, theo như thế nọ. Nhưng mà sau khi xong, bắt đầu chương, sau cái chương trình quay xong về thì mấy anh em hậu kỳ làm, khi mà đăng lên trên kênh của em thì em nhận được rất nhiều phản hồi, và có rất nhiều anh chị ở khắp nơi trên thế giới gọi về cho em, và họ cũng khóc cùng với em về một cái điều, đó chính là Tình Yêu Ban Đầu. Những ngày qua chúng ta đã không sống xứng đáng thì tình yêu ban đầu Chúa đã ban cho. Và khi xem chương trình đó, em lựa những cái bài hát rất là cũ, vì từ những ngày xưa em, ba mẹ em đi nhóm trung niên chở em theo, em nghe rất là nhiều những cái bài, ví dụ như là Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi thương sao. Em đưa những bài hát đó vào, và bài hát đơn hát như David xưa là bài hát đầu tiên trong chương trình đó. Và trong bài hát đó thì dĩ nhiên chắc chắn sẽ có bài Tình Yêu Ban Đầu, là bài hát mà em muốn nói về suốt hành trình mà Chúa đã dạy em. Chúa đã cho em biết rằng Ngài biến đổi em không phải vì hình phạt, mà Ngài biến đổi em bằng quyền năng của tình yêu. Và em tin rằng Ngài muốn em nói với tất cả mọi người rằng Chúa yêu em. Chúa yêu bà mục sư, Chúa anh yêu anh Quang, Chúa yêu hết tất cả chúng ta. Chỉ cần một điều, chúng ta ngồi, chúng ta hãy nhìn lại suốt chặng đường của chúng ta đi. Không cần những gì nó lớn lao cả, chúng ta chỉ cần ngồi nhìn lại suốt chặng đường, chúng ta sẽ thấy rằng quyền năng tình yêu của Chúa luôn ẩn hiện trong cuộc đời của mình, do là chúng ta quá thờ ơ và chúng ta không nhìn nhận ra được thôi. Cảm ơn Chúa vô cùng. Khi chị Mimi và mọi người, nếu nhớ cái lời vấn của chị trước một năm với Harvest, thì mọi người có thể ý thấy những cái điểm trung điểm của Cường và em giống nhau không? Hai anh em có cái hoàn cảnh giống y như nhau cả, cũng lớn lên hồi nhỏ khi nhận Chúa Giêsu, đi qua gia đình, xong trải qua những biến cố trong cuộc đời của mình mà đã trở lại với Chúa. Khi nghe em Cường, nhất là hát, khi em hát live trực tiếp một hai câu gì đó mà lòng của
lòng của anh cảm thấy rất là nhẹ nhàng, muốn muốn nghe nhiều hơn nữa, muốn nghe cả tiếng hồ cũng được. Cảm ơn Chúa. Thì có những cái điểm mà kênh Sống Hy Vọng này là đúng thật, đặt tên là Sống Hy Vọng, thì nó khi mà anh nghe em làm lời làm chứng vậy, những bài hát đăng lên, trong lòng anh cảm thấy, lòng của anh cảm thấy vui vui mừng vô cùng. Bởi vì qua kênh Sống Hy Vọng TV này có những ca sĩ giống như em kể đấy, khi rất là nhiều ban đầu được sự kêu gọi của Chúa rất là tuyệt vời, Chúa dùng để hát trước hội thánh và đi nhiều nơi để truyền giảng. Sau nhiều những biến cố trong cuộc đời của mình, va chạm anh chị em ở trong nhà thờ nữa, va chạm ngoài xã hội, và mất đi cái niềm đam mê ban đầu, mất đi cái ngọn lửa mà Chúa đã ban cho từ lúc ban đầu đó, đã mất đi được. Có những ca sĩ viết thư cho anh nghĩa là nói rằng là nhiều năm nay rồi họ không đi hát nữa, bởi vì họ bị tổn thương quá nặng rồi. Và cảm ơn Chúa, khi anh nghe được cái bài hát đó, anh nghe được cái niềm đam mê trước đây đó, thì cảm ơn Chúa, anh cầu nguyện anh khơi dậy lại những cái ngọn lửa đam mê của họ. Và có những ca sĩ em anh làm việc, cảm ơn Chúa, trong suốt thời gian qua đấy, bây giờ anh được là ca sĩ đi nhiều nơi, nhiều được nhiều nhà thờ mời đến và hát rất là nhiều trong thời gian qua, và có viết cho anh lời cảm động rất là tuyệt vời, đó là giống như là một con, gọi là con rùa đấy, bị đầu nó chui vào trong cái nhà của nó rồi, không có thò được ra nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, chương trình Sống Hy Vọng TV này, và đầu đã thò ra ngoài rồi và có được cái niềm tự tin và có niềm đam mê trở lại, và bay đi nhiều nơi để hát. Và khi nghe em cũng vậy, thì cái bài em nhấn mạnh về tình yêu ban đầu anh rất là thích, bởi vì anh cũng vậy, khi mà bị nghiện game mọi người biết đấy thì bỏ đi tất cả, nhưng mà trong đáy lòng của mình Chúa vẫn khơi lại cái ngọn lửa, ta yêu con, ta vẫn chờ đợi con. Và khi em nói vậy anh thấy rất là tuyệt vời, anh em mình Chúa yêu và Chúa không có bỏ chúng mình, và Chúa lại tìm cách để khơi lại cái ngọn lửa đó. Và khi nói chuyện với em vậy rất là ngào, cái em có thể em chia sẻ cho anh nhiều cái điểm mà em lên TV rồi là có những bài hát có xem, mỗi lần link của em đều xem vào, và anh cũng có cả like ở trong nữa, và anh thấy rất là vui bởi vì em được lên TV. Và bình thường chúng ta biết trong xã hội, và khi một người được lên TV đấy thì mình hay trở nên tự hào, rồi nhiều người tự hào quá trở nên cao cao bay bổng lúc nào đó. Nhưng mà khi nói chuyện với em Cường thì giống như chị Mimi năm trước có phỏng vấn em đấy, thì em Cường rất là nhẹ nhàng với hai anh em trao chuyện với nhau. Em Cường không nói là ô em được lên TV bây giờ em cảm thấy tự hào quá, không, em Cường rất là khiêm nhường và rất là nói em muốn làm gì cho Chúa. Và khi em hát lời của Chúa, em nhận được quyền năng, nhận được sự bình an, em muốn chia sẻ cho nhiều người được cảm nhận cái điều đó, và điều đó làm cho lòng anh rất là khao khát. Và anh muốn hôm nay giống như mọi người biết được cái tấm lòng của em, và mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn cho cái điểm đam mê của em về âm nhạc hát đi, và thấy nhiều linh hồn hay nhiều con người đụng chạm vào cái âm nhạc đó. Điều đó anh thấy là vô cùng tuyệt vời, và cảm ơn em rất nhiều những điều em hay chia sẻ, và mọi người cũng biết đến về em nhiều hơn. Và thì anh thấy là đó là những cái khải tượng mà Chúa ban cho em, và là nhiều người, còn nhiều bạn trẻ cũng giống như anh em của mình đây, được Chúa kêu gọi, nhưng mà một thời gian thì bị xã hội, hoặc là những cái bị cái sự tổn thương trong đời sống của mình làm đi dùi dập cái những cái điểm đó. Thì điều gì đã giúp em, giống như điều gì đã giúp em thêm sức cho em, hay thêm năng lực cho em mạnh nhất để giúp chị em tiếp tục trở về con đường mà đường Chúa, tôn vinh Chúa mà muốn đem cái niềm đam mê đó cho nhiều người. Em có thể chia sẻ thêm một chút được không? Cảm ơn anh Quang. Điều mà khơi gợi em để mà quay trở về để hầu việc Chúa nhiều hơn, theo em nghĩ đó chính là những dông tố của cuộc đời. Theo em đó chính là những dông tố của cuộc đời. Trù dập mình tơi tả hết trơn, tới lúc đó mình là kiểu không không có cái gì để bám víu hết, thì lúc đó tự nhiên mình nhớ tới Chúa. Nhưng trong những cái lúc mà khốn cùng nhất, những cái lúc cô đơn nhất, những cái lúc chỉ có một mình rồi bốn bức tường, cũng không có ai, không có tiền để có thể nói chuyện điện thoại để có thể tâm sự, thì chỉ lúc đó chỉ còn có một mình Chúa. Và trong những lúc khốn cùng đó thì Chúa đã lên tiếng, Chúa đã cho mình biết. Và đối với em, em không gọi tài là tài năng của mình, mà là em gọi đó chính là sự rèn tập của Chúa
để tạo nên một thế cường của ngày hôm nay. Nếu như không có những sóng gió, nếu không có những thử thách, nếu không có những khó khăn đến với em, em nghĩ rằng là ngày hôm nay chắc là em sẽ không ngồi ở đây để nói về tình yêu của Chúa dành cho cuộc đời của mình, mà em sẽ làm một việc khác. Có lẽ là một việc nào đó vô nghĩa trong cuộc đời của mình thoáng qua rồi thôi. Dạ. Chị ngồi đây và nước mắt chợt chợt rơi theo từng cung bậc cảm xúc của Cường. Chị biết là em thật sự hôm nay đã trải lòng mình ra. Và chị cũng biết là em đã cầm nước mắt khi nói về tình yêu của Chúa. Đó là điều kỳ diệu dành cho những người theo Chúa. Rằng khi nói về tình yêu của Ngài, thì nó không thể không chạm. Một điều nữa chạm đến chị đó là em đã từng đứng trước màn TV, hoặc là em đã đứng trước hàng ngàn khán giả để hát với những tràng vỗ tay, những kêu lời tiếng kêu la ó của họ. Nhưng em lại nhắc cho chị về một bài hát có một thân hữu đã khóc. Cái điều đó nó lại đem một sự cưu mang rất là đặc biệt ở trong tấm lòng của em. Và chị biết rằng em là người của Chúa. Và chị biết rằng em thật sự nhận biết rằng tài năng mà Chúa ban cho em ấy là để người khác cũng được hưởng nhận cái phước này, cái ân tứ này Chúa ban cho em. Khi mà nghe em trò chuyện đó thì chị cũng muốn dùng cái điều này để khích lệ mọi người, nhất là những con trẻ của chúng ta đó. Cái câu chuyện và em muốn vào trong nhà thờ, muốn đàn đến cái bàn piano rồi lại không được đàn. Chị nghĩ đến những đứa trẻ của mình hay muốn dọc cái trống, dọc cái đàn, thì mình hay rầy nó, đuổi nó đi. Có lẽ là chúng ta phải để ý những thứ này. Những đứa trẻ nó hay dọc đàn, phá trống như vậy, đôi khi nó đã nói, muốn nói cho mình một sứ điệp rằng hãy dạy cho con đi, con có một cái sở thích trong lòng của mình, con cũng muốn phục vụ Chúa đây, con cũng muốn phát triển tài năng của mình đây, xin hãy giúp đỡ cho con. Thay vì mình la mắng và mình đuổi nó đi, đây là cái suy nghĩ mà chị đang nghĩ tới. Rồi hãy nghĩ đến cái cảnh cơ cực của nhiều người nè. Em muốn có một cái đàn để đàn, lại không có cái đàn, rồi lấy cái giấy cạc tông vẽ lên đó đàn để mà đàn. Một khi mà mình có một cái đam mê đó thì không có cái điều gì có thể chặn mình lại được. Cho nên ước gì cái sứ điệp này đến với những bạn trẻ có đầy đủ những thứ trong gia đình của mình, được cha mẹ sắm sửa tất cả những dụng cụ ở trong nhà của mình, và ba mẹ muốn rằng các bạn, các em sẽ phát triển tài năng của mình nhưng lại không sử dụng nó một cách đúng mực, trong khi bao nhiêu người khát khao điều đó lại không được. Quá nhiều điều trong câu chuyện của em, một người ca sĩ miền Tây, mà chị cứ ngỡ là em ở miền Bắc chứ. Những câu nói thân thuộc, quen, những cái ấn nhắn nhá trong cái giọng nói thật là gần gũi và thân tình. Chị cũng nhìn thấy được rất là nhiều người yêu mến em, gửi lại những lời chúc phước, nhắn tin cảm ơn, biết ơn Chúa về lời làm chứng này của em. Chúng ta cũng đang đến hồi kết thúc rồi. Và cái điều mà chị muốn em cũng nói với mọi người nữa đó là thứ nhất nha, đó là có cái câu nói nào là em, thật ra chị cũng thấy rồi, cái câu dường như là châm ngôn của cuộc đời em đó đã đến nói ra rồi, nhưng mà nếu em muốn hãy nói điều đó một lần nữa hết, và có lời nhắn nhủ nào đó cho những người đang xem livestream với mình, những hoặc những tâm tình nào mà em muốn khích lệ mọi người để hãy sử dụng tài năng của mình, hay bất cứ điều gì em muốn nói để cho gia tăng lòng yêu mến Chúa trong mọi người nhé, chị mời em. Dạ, ở trên Facebook của mọi người, nếu như quý anh chị có kết bạn Facebook với em, mọi người có thể vào trang Facebook của em, mọi người sẽ thấy một cover đó trên, đó chính là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, trong Philip đoạn 4:13. Và cái cover đó, cái hình đó em tự viết trên hình điện thoại và em đã để từ năm 2014 cho đến nay là năm 2024. 10 năm rồi em không có thay đổi tấm hình đó. Nhưng mà không có phải là trong 10 năm nó áp dụng đâu, mà là đã trước đó rồi. Vì em xuất thân từ một gia đình không có nhiều điều kiện. Với em thì có rất là nhiều điều trong cuộc sống mà mình cần phải vượt qua. Nên em thấy mình rất là nhỏ bé khi em bước ra ngoài xã hội này. Em thấy mình kiến thức cũng không tới đâu, công việc mà mọi thứ mình thật sự là không có gì cả. Nhưng mà cứ lần hồi là mình thấy rằng là một cái hình dung, một cái hình ảnh, một thế cường càng ngày nó càng được rõ nét trong cuộc đời này. Thì nó không có đến từ cái sức lực của mình, mà là Chúa, tình yêu của Chúa
Ngài đã lấy máu của Ngài để vẽ nên hình ảnh Thế Cường của ngày hôm nay. Đó là quyền năng của Ngài, đó là công việc của Ngài, chứ không phải của em. Em ngày xưa em rất là nhỏ, rất là khờ, em không có được nhiều điều kiện, gia đình em xuất thân rất là khó, không có điều kiện. Em bước ra đời em rất là khờ. Nhưng mà Chúa đã cho em thì em chỉ biết rằng mọi điều đó là đến từ Chúa thôi. Và đây là kinh nghiệm sống của em, thì em chỉ có thể chia sẻ ở góc độ của em. Đó chính là cuộc đời này của chúng ta sinh ra không có gì cả. Chúng ta hãy nếm trải Chúa đi, thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Trời có thật và tình yêu của Ngài cực kỳ mầu nhiệm. Chỉ có nếm trải Chúa, chỉ có trải qua phong ba thì chúng ta mới thật sự biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là kinh nghiệm cá nhân của em. Và em tin rằng mỗi một cuộc đời Chúa đều có một cái kế hoạch riêng, và cách Ngài hoạt động, cách Ngài thể hiện tình yêu của Ngài trên từng cuộc đời sẽ là theo ý thánh của Ngài. Dạ. Chị nhường cái lời kết thúc ngắn này dành cho mọi người em mà chị rất là yêu mến, cũng như để bày tỏ lòng biết ơn rất là sâu xa về sự kết nối này. Hôm nay chị được ngồi đây và kinh nghiệm Chúa bằng những con người thật đang có mặt. Chị thấy sự hiện diện của Chúa trong buổi livestream của mình. Chị biết ơn Quang. Quang là người đã kết nối điều này. Chị hy vọng rằng có lẽ đây là cái dấu hiệu để chị em mình nên hợp tác với nhau nhiều hơn. Quang được Chúa sử dụng để thành lập một cái nhiều trang mạng. Trong đó hy vọng TV là một những trang mạng được ảnh hưởng rất là mạnh ở trên cộng đồng Cờ Đốc, không phải như vậy mà thôi, nhưng còn trên cộng đồng mạng chung. Và rất là nhiều người được biết với Chúa, về Chúa, đến Chúa qua những bài hát như bài hát của ca sĩ Võ Thế Cường và những video em làm rất là chăm chút. Nào chị muốn gửi lời sau cùng trước khi chúng ta tắt phỏng vấn này dành cho Quang, nhưng hãy cho chị nói vài điều với Võ Thế Cường nữa. Đó là chị biết ơn em. Biết ơn em đã để cho Chúa vẽ hình ảnh của chính Ngài trên cuộc đời của em. Chị chúc phước cho em để giọng hát của em sẽ chạm đến lòng của nhiều người. Rằng dĩ nhiên em vẫn phải đi làm để nuôi sống bản thân của mình. Mình không có máu để nói rằng có giọng hát này là chị dễ hát trong nhà thờ và không được làm gì khác. Nhưng mình xin tin chắc rằng em chọn lựa để được Chúa dẫn dắt. Và em biết rằng cái điều ân tứ này Chúa ban cho em chắc chắn sẽ đem sự đụng chạm, đem tình yêu của Chúa vào trong tấm lòng và khiến cho nhiều người nhận biết tình yêu của Ngài nữa, như là điều Chúa đã chạm tới em. Điều Chúa chạm tới em chắc chắn cũng phải chạm tới nhiều người khác qua ân tứ Chúa ban cho em nhé. Chị mời Quang kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay và những lời nhắn nhủ của em. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Mimi qua Dưỡng Linh Cờ Đốc. Cảm ơn chị những lời chia sẻ chị muốn làm em nghe, rất là cảm động, rất là cảm động. Cảm ơn em Cường rất là nhiều. Và điều em rất là thích là em Cường, đó là mặc dù em là có những ơn, nhiều những ơn, nhưng mà trong lòng của em lúc nào cũng giống như chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai sẽ như thế nào? Có nghĩa là em không có đánh mất cái thời gian em đang có. Mặc dù tuổi trẻ của em rất là trẻ, em nghĩ là em còn nhiều năm, mai sau em sẽ làm này làm kia. Nhưng mà khi chuyện với em Cường thì em thấy em Cường lúc nào cũng ý tứ rằng là thời gian mình có không có nhiều trên thế giới này. Vì em tận dụng những giây phút em có, những giờ giấc em có để đưa tình yêu của Chúa đến cho nhiều người. Và bài hát mà mình kết thúc ở đây đó là ngày mai thế nào. Trong nội dung hát, anh nhận được bài hát này em gửi tặng cho kênh Sống Hy Vọng TV. Anh nghe lại, và chính khi anh làm nhạc thì anh nghe từng câu một, từng lời một, và đánh động trong lòng em rất là nhiều. Ngay chính lòng anh cũng phải tỉnh thức ngay và nói, ô, Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào. Cảm ơn Chúa dùng em để không những đưa bài hát đó mà ngay cả lòng của anh nữa. Và anh nghe từng câu một và anh rất là chú trọng vào điều đó. Và rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn em rất nhiều dùng những bài hát. Xin Chúa quý vị và mọi người nghe bài hát đó và về tâm linh của mình cũng tỉnh thức về tâm linh của mình. Bởi vì Chúa là yêu chúng ta, nhưng mà Chúa có thể trở lại cứ lúc nào, lúc mà chúng ta không ngờ đến. Và bài hát này thì em cũng
Anh cũng xin Chúa như chị Mimi đã chúc phúc cho em, xin Chúa ban phúc cho em tiếp tục và mở rộng những cái điều gì em đang làm. Và có một điều anh hay nói cho em đó là không những chỉ hát trong cơ đốc nhân, mà khi em hát trên TV thế giới thì có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Khi em có tầm ảnh hưởng rất là lớn thì em có thể đụng chạm được nhiều người trong tầm xã hội. Và điều đó em xin Chúa tiếp tục ban phúc cho em đứng ở trên sân khấu càng ngày càng lớn và rộng hơn nữa, để nhiều người được biết về Chúa qua đời sống của em. Và nguyện xin Chúa dùng em làm nguồn ơn điện rất là lớn và sự vinh hiển đem về cho Chúa. Cầu Chúa ban phước thật nhiều Chúa. Cảm ơn bà mục sư, cảm ơn anh Quang Hà Vợt, và xin cảm ơn tất cả quý vị đang xem live stream này. Nguyện xin Đức Chúa Trời ở cùng trên tất cả chúng ta. Lòng con đang khát khao, lòng con đang ngựa trong, chờ mong cha thánh viếng thăm con giờ này. Thời gian qua rất nhanh mà con vẫn đứng đây, nhìn dòng người cứ cuốn trôi đi trong thế gian. Người soi sẽ đi đâu, người có biết hay chăng, người ra đi nhưng sẽ mang theo chi hỡi người. Đời sống của chúng ta nằm trong tay Chúa Cha. Rồi tôi anh chẳng biết lúc Chúa kêu ta về. Đời sống sẽ qua mau tựa như giấc chiêm bao. Dầu người có tất cả mọi điều đời này, rồi ngày mai sẽ ra sao người không hay biết chi. Người có biết Chúa đang kêu tôi với anh, hãy quay bước bên Cha, tìm chân lý vinh quang, tìm sự sống ở trên nơi cao vĩnh hằng. Đời sống của chúng ta nằm trong tay Chúa Cha. Thời gian ta Chúa đã nắm giữ trong tay Ngài. Thế mà tôi anh vẫn xuôi tay ngậm ngùi, chắc mau tìm đến để thời gian vẫn trôi nhanh, mọi điều sẽ không quay trở lại và tôi anh sẽ mất đi, sẽ không quay trở lại vì thời gian. Sống của thế nhân nằm trong tay Chúa Cha. Chẳng hay biết Chúa đã kêu tôi với anh, rồi tôi anh nói sao Ngài ban bao phước ân, mà sao tôi anh cứ ngần ngơ không làm chi. Thời gian không nắm trong tay, thời gian lặng lẽ qua nhanh, chỉ có đơn cứu sẽ biết ta thế nào. Hãy mau bước ra đi, người lạc mất hư vọng, chờ ta mau đến dắt đưa quay về với Ngài. Dẫu biết là thế mà tôi anh vẫn xuôi tay ngậm ngùi, chỉ đi tìm kiếm sẽ mất đi. Hãy mau quay trở lại, nhận ơn Cha thăm viếng
Thánh muốn có lời mời Bảo Thủy Cường đến để hát cho những buổi thờ phượng, những chương trình huấn luyện, conference hoặc truyền giảng, thì có lòng tin là Thế Cường sẽ sẵn sàng để được hầu việc Chúa. Nên mình tin như vậy. Cái này là không có bàn trước, chỉ là xuất phát nói thôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn liên tục đã để lại những cái lời nhắn, đã share cái mã này ra để nói những lời chúc phước dành cho chúng tôi, đặc biệt cho ca sĩ Võ Thế Cường. Buổi livestream đến nay là kết thúc và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, trễ nhất là trong 2 tuần nữa với một nhân vật mới. Nào, xin Chúa ban phước cho mọi người và chúc một ngày buổi trưa, chúc một buổi sáng tốt lành ở Thảo Châu này. Chúa luôn ở cùng với chúng ta và sự hiện diện của Chúa có mặt ở tại nơi đó, bất kể trong hoàn cảnh nào và cung bậc nào ở trong cảm xúc của mình. Chúa yêu chúng ta nhiều lắm. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Mục sư Mimi của Dân Linh Cơ Đốc và Quan Hóa Vệ từ Hy Vọng TV. Dạ. Chào ca sĩ Võ Thế Cường, chào mọi người nhé. Chào mọi người. Yeah.